này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ chơi bắt cua Roblox nha, nhưng mà Squid Game nha. Đây, thấy Happy mặc đồ của mấy anh lính mà đeo mặt nạ không? Trời ơi, đâu ra con mèo mà hả, cái họng gì mà to quá à. Đó, nếu như mà mình bắt tới cái anh đó đó đó, cái anh mà lính bảo vệ lính canh á mà mặt hình vuông á là mình sẽ thắng các bạn ơi. Nên bây giờ Happy sẽ ráng bắt cua các bạn ơi. Trời, chỗ này bắt cua cực dễ luôn nè. Thôi bạn này đi lẹ. Nè, Happy mé té luôn các bạn ơi, bạn đó té chứ Happy không có té. Ấy, giờ bây giờ Happy sẽ bắt qua cái chỗ này. Ui, các bạn ơi, cái chỗ này là axit bảy màu nè. Axit sao mà do cục ly vậy được ha các bạn. Hay thiệt chứ. Bây giờ Happy sẽ nhảy lên mấy cái viên thuốc nè. Viên thuốc bảy sắc cầu vồng. Ờ đúng rồi, viên thuốc không phải bảy sắc nữa. Có mấy màu ạ? Có 4 năm nào các bạn ơi. Sao mà giờ Happy sẽ qua bên đây Happy bắt. Trời ơi, có bạn mặc đồ nhìn nhìn hai đi chứ. Rồi bắt cua qua con cá này. Trời ơi, mấy con cá này nhìn nó dẹp lé các bạn ơi, con mắt của nó nè. Ghê ha các bạn. Rồi Happy chết bo nè, nãy giờ Happy chưa có té luôn. Ê, bây giờ mình sẽ bắt cua trên mấy cái cống bảy sắc. Không phải bảy sắc, 1, 2, 3, 4. Trời ơi, có 4 màu à, đâu phải 7. Ui, bây giờ chúng ta bắt trên pop it luôn nè. Cái này đụng vô cái nó nghe tiếng đã lắm á bạn. Có màu của Happy nữa nè, đã gì chứ. Đủ bảy sắc cầu vồng luôn. Happy rất là thích cái này luôn nha. Màu xanh lá, nhưng mà xanh biển nữa. Màu đỏ thôi, trời ơi. Nó hợp cái áo luôn các bạn ơi. Nhưng mà cái áo này màu nó hơi kẻ. À, là mình phải nhảy trên đây nè. Happy tưởng đâu nhảy dưới đây chứ. Thấy. Thấy. Bắt đi luôn chỗ nha. Các bạn thấy Happy bắt hay không? Nếu hay thì đừng quên thả like cho Happy nha, cho Happy có động lực để bắt tiếp. Chứ nãy giờ là Happy thấy nó càng ngày càng khó các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt cua trên mấy cái nút, chứ không phải là mấy cái hộp thuốc nữa. Rồi bóp yên nè bạn. Ơ à, không phải. Mấy cái cục này là mấy cái cục mà ấn ấn hết các bạn. Nhưng mà có riêng cục mà. Còn cái này là cái cây. Mấy cái thanh que nhiều màu. Ơi, bây giờ chỉ nhảy cầu kính các bạn ơi. Wow, nhảy cầu kính luôn. Happy sẽ nhảy. Ui, nhưng mà cái này là cái cầu kính, không có bị dây gì hết, không có bị sập luôn các bạn ơi. Chết bao anh nè. Bây giờ cái bóp yên. Bây giờ mới nhảy cầu kính nè bạn. Thấy, thấy, ý dạ. Ok. Rồi cái này dễ. Trời ơi, cái này đi phát là dày đất luôn. Mấy bạn nó đi từ từ. Happy thì đi nhanh. Ok. Đi nhanh cho nó nhanh. Không bị té luôn. Các bạn thấy Happy hay chưa? Bây giờ bắt cua trên mấy cái gọi là mấy cái cây kẹo bạn. Ok, ủa sao không có hình cái làm cái miếng kẹo để tách ta? Happy tách một hồi á là ra hình gì đâu không? Happy không biết Happy tách cái gì luôn. Ây da, trời ơi đi vậy cũng té. Trời ơi, hay thì chứ vậy mà Happy cũng bắt được nữa. Ok, cô là, hít, để cho mấy cái miếng nhiều màu. Ở đây miếng nằm ngang, miếng nằm thẳng, vậy cho nó khó bắt các bạn. Ok, về đó. Bây giờ Happy sẽ nhảy qua mấy cái miếng này nha các bạn ơi. Rồi xong, ok, Happy đã qua màn rồi nè. Bây giờ Happy sẽ bắt cua lên mấy cái thanh này nè, mấy cái thanh tròn tròn. Đi một hồi là té luôn nha các bạn ơi. Nhớ đi cẩn thận, bây giờ Happy bắt cua cho mấy cái dòng xoáy. Dấu cộng chứ hình dấu cộng. Rồi bây giờ Happy bắt cua lên mấy cái cục tròn tròn nè. Ở dưới là axit các bạn ơi. Cục tròn tròn là mấy viên thuốc nè. Thấy chưa? Ok, qua wow. Ok, ôi cái này bắt dễ các bạn ơi. Để Happy đụng thử. Ơi, đụng thử là mình bay nha bạn. Ok, bây giờ Happy sẽ qua màn tiếp theo nha. Bỏ, ok, mình sẽ nhảy qua mấy cái này nè. Chứ không là Happy sẽ bị bay á các bạn ơi. Mấy cái này là axit bảy sắc cầu vồng. Thấy, thấy, qua màn. À, cái này là mình sẽ nhảy lên có cái nào là mặt phẳng, còn cái nào là không có mặt phẳng nha bạn ơi. Happy đi bên này, oh my god, bên đây được luôn. Rồi bên nào nữa ta, Happy đi bên này thử coi. À, trời ơi, bên này té các bạn ơi. Bên này té nha các bạn ơi. Vậy hả, Happy sẽ đi ở giữa. À, Happy
coi. Ở đây màu này đúng không? Xong ở giữa màu đỏ, theo là màu đỏ các bạn ơi. Rồi và cuối cùng Happy sẽ chơi như này luôn. Ok, màu đỏ luôn nhé bạn ơi. Xong Happy đóng hoa màn cái cầu ơi, cái cầu này nó chơi như cầu kính vậy bạn ơi. Happy đêm mới bắt xong cái miếng này. Rồi bây giờ Happy sẽ bắt qua cái khu laser nha. Laser ti laser. Trời cái này dễ mà. Gì cũng làm khó nữa chứ lại cũng làm nó dài nữa chứ các bạn ơi. Làm dài thì cũng được, nhưng mà Happy vẫn bắt được chứ không phải là không bắt được. Giờ nhảy lên cái vòng tròn này nha các bạn ơi. Đó, mấy cái vòng tròn đỏ đỏ này nè. Chứ nếu như mà mình nhảy lên đây, mình nhảy xuống đây là mình sẽ bị ngẫm đó. Happy tưởng cái này là ti laser không. Cái này là cái đồ dụng cụ để bắt cho mình đó các bạn. Và các bạn ơi, đây là cầu kính nha các bạn ơi. Đó, trời ơi, ghê chưa, cầu kính nè. Rồi bây giờ Happy phải biết bắt bên nào bây giờ. Bên này. Ok, bên này được. Bên này. Ok ok à, bên đây chúng ta không có biết được bên nào luôn á. Thành chưa Trời xui quá các bạn ơi. Vậy cũng té nữa. Quẹo nè. Trời cái khúc này Happy hồi hộp á các bạn ơi. Không biết á là bên nào đó nè. Happy chỉ còn một bước thôi là tới đích rồi. Bên nào đây, bên nào đây. Bên đây. Oh my god, về đích luôn rồi các bạn ơi. Ok luôn, giảm miếng luôn. Cái này là mấy cái nón này bạn. Happy đang bắt cho mấy cái nón nhiều màu. Oh my god, Happy đã qua được cầu kính rồi. Thôi bây giờ Happy sẽ đi qua bên đây. Trời ơi các bạn ơi, tức thiệt. Mình mà đụng vô cái miếng này mình cũng sẽ bị bay. Không bay đâu các bạn. Mà thôi, Happy không có muốn đụng. Happy không có muốn đụng các bạn ơi. Trời cái này bắt dễ lắm. Bây giờ mình đang bắt cho nè. Cái khung hình. Khung hình gì á, Happy không có biết. Rồi xong. Lại là viên thuốc nữa. Nhưng mà viên thuốc phiên bản khổng lồ. Khổng lồ luôn, đúng là khổng lồ. Này uống lâu nó mới hết đó các bạn. Ê, trời ơi các bạn ơi, hồi nãy Happy không biết, Happy nhảy lên đây. Rồi bây giờ Happy rút kinh nghiệm là chúng ta không có được đụng vào đây. Và chúng ta sẽ bắt qua mấy cái màu mè này. Úi, bắt qua màu xanh rồi màu đỏ. Sợ chúng đau quá bạn ơi. Ok. Ê, cái cuối cùng, bước cuối cùng. Ui, ok, được luôn các bạn ơi. Về đất rồi. Yeah, mừng quá. Mừng quá các bạn ơi. Rồi, xong. Ok, nhảy qua. Ui, ui, nhảy qua mấy cái cục vuông vuông mà nó bị nghiêng. Bây giờ Happy đang nhảy trên mấy cái móc neo này các bạn ơi. Oh my god, nhiều màu chưa. Đáng lẽ, ây nha, đáng lẽ nó có một màu thôi đó các bạn ơi. Trời ơi, mình phải bắt, tập trung bắt. Chứ không là Happy sẽ bị té đó các bạn ơi. Ý, ui, ok, về đất. Cái này là nó tự đi luôn á các bạn ơi, Happy không có cần đi. Nếu mà trời ơi, hồi nãy Happy không có đi né cái chỗ màu đỏ đó các bạn ơi. Đó, cái miếng đỏ đỏ này nè, chúng ta phải rút kinh nghiệm chúng ta né nha các bạn. Cái màu vàng né qua bên đây. Ý, ngang quá. Ok, cuối cùng Happy cũng đã về rồi các bạn ơi. Qua màn, trời ơi, cái màn nó khó quá. Bây giờ Happy đang nhảy trên cái vây cái mặt. Nhìn nó như miếng pizza vậy các bạn ơi. Xong. Bây giờ nhảy trên mấy cái nút của cái bóp ịt. Ui, ấy nha, ui, mém té. Xong. Rồi, qua màn tiếp theo Happy sẽ nhảy trên mấy cái bánh xe nha bạn. Bánh xe Huế. Ok, xong qua. Bây giờ nhảy. Ê ơi, cái này y như cầu kính luôn nè. Nhưng mà nó không phải cầu kính. Nó khác cầu kính nha các bạn ơi. Happy sắp về đất rồi. Oh my god, đây là ti laser. Chúng ta phải lộn qua. Lộn là 2. Ui, y ta ta. 1, 2, 3. Ok, cuối cùng cũng qua được rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ Happy nhảy trên mấy cái, gọi là mấy cái chỗ lên nè. Cái này là lên, cái này là xuống, lên xuống vậy đó. Thôi, cuối cùng Happy cũng qua. À, còn đây là Lego nè các bạn ơi, Lego. Nhìn giống bóp ịt thiệt. Xong, qua bên đây. Dặm checkpoint. Nhảy trên mấy miếng tam giác, mấy miếng tam giác ở giữa thì bị mất. Rồi bây giờ Happy đang đứng hạng 2. Oh my god, Happy phải giành hạng nhất mới được các bạn ơi. Nhưng mà lâu lắm mới giành hạng nhất được.
bắt qua mấy cái cầu thang không bị dướng chân cái lạ. Hoành lại hàng ba đứng luôn. Bây giờ lại bắt qua con cá tiếp các bạn ơi. Con cá sao mà nó nhiều quá nè. Ủa cũng đỡ ra rồi. Ê cái này mới là cái nút của bóp yệt nè. Oh my god, đã thì chứ các bạn ơi. Cái màn này nó cũng khó khó mà nó cũng dễ dễ. Nói chung là cũng được các bạn ơi. Yeah. Bi sập qua màn. Cái máy nào mà nó cao cao như thế này nè là mình không có được đụng vô. Đụng vô là mình sẽ bị ngẩn nha. Xong qua màn. Qua màn 63 luôn các bạn ơi. Rồi bắt ở bên đây. Trời ơi cái này bắt dễ gì chứ. Công nhận như vậy mà Happy cũng bắt được luôn. Rồi bây giờ Happy sẽ leo lên cái cây thần kỳ. Cây này rất là cao luôn nha. Hello anh lính. Bây giờ Happy sẽ bắt lên cái chỗ của các ông lính đó nha. Happy cũng làm người lính luôn. Đó đi qua nè. Cho các bạn xem các ông lính nè. Đó các bạn thấy chưa. Ôi đẹp chứ các bạn ơi. Đó đây là cái, đây là ổng nè. Còn đây là Happy có chút xíu à. À, bây giờ Happy sẽ đi vô bên trong ổng. Các bạn ơi, bạn Happy cũng đã được hạng nhất luôn nè. Trời ơi, các bạn này cũng chung hạng với Happy nhưng mà chưa có bắt tới chỗ Happy. Ui, oh my god, các bạn thấy gì chưa? Nhìn cái chân của Happy, Happy đang bay. Wow, đi xuống lòng đất luôn. Happy có tuyệt chiêu là đi xuống lòng đất nha bạn. Đừng có xem thường Happy nha. Rồi xong, bây giờ Happy sẽ phóng xuống nha. Oh my god các bạn ơi, các bạn thấy gì chưa? Happy sẽ cho bóp ị. Và các bạn ơi, và cuối cùng Happy cũng đã về đích rồi nè các bạn ơi. Và các bạn thấy gì không? Happy có siêu năng lực luôn nè các bạn ơi. Và nếu như mà các bạn muốn Happy bắt cua cái map nào nữa thì hãy nhớ like và share. Và nhớ comment cho Happy biết là các bạn muốn Happy bắt cua cái gì nha, bắt cua map gì nha. Và giờ thì bye bye nha, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.